Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành quyết định số 1886 phê duyệt đề án công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị giai đoạn 2023-2028. Mục tiêu chung của đề án là huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong chỉ đạo tổ chức thực hiện, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, tập trung thực hiện xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Đánh giá thực trạng hoạt động của công an phường, những kết quả đạt được, ưu điểm hạn chế, khó khăn còn tồn tại và nguyên nhân. Từ đó đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể trong đề án phù hợp với chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương và Tỉnh ủy Hưng Yên về xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Đề án được triển khai thực hiện theo hai giai đoạn, đến năm 2025 có ít nhất 50% và cuối năm 2028, 100% công an phường trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Trong quá trình triển khai xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị thì phải đảm bảo đồng bộ, đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo theo lộ trình, có sự phân công, phân cấp rõ ràng, gắn trách nhiệm của từng đơn vị địa phương, tạo sự đồng tình, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền các cấp và quần chúng nhân dân. Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị phải được thực hiện tốt ở các phường trên địa bàn thành phố Hưng Yên, thị xã Mỹ Hào ngay trong năm 2023 và duy trì các năm tiếp theo.